Rồi chào tất cả anh em chú bác mình, thì hôm nay mình có lên clip bán ít đồ dùng cho anh em ha, máy móc công cụ, máy vít mini các kiểu. Có những cái motor thay cho vít gặp anh em 3.6, 7.2 rồi ha, anh em theo dõi mà xem mà mua hàng nha. Và hôm nay có những cái siêu thị Nhật nó dời về nhà mình nè, thì nó rất là nhiều đồ cho nên là đồ giá trị có thể là từ vài chục cho tới tiền trăm. Thì anh em xem cái nào mà mình có nhu cầu mua thì mình hãy xem kỹ mã đó, còn không mình tua qua nghe anh em. Clip này có thể là khá là dài tại vì nó rất là nhiều đồ. Thì hình thức mua bán của mình nhắc lại để anh em khỏi phải đắn đo và thắc mắc nha. Mua hàng từ 300k, chuyển khoản bao cước, không ship, không bao ship với hình thức COD nghe anh em. Anh em chú ý ha. Một đơn hàng COD là 25k. Đó, anh em chú ý nha, mua bao nhiêu thì cộng vào. Anh em có thể chốt những món hàng này mình gom nhiều món đồ lại để mà chốt ha. Chốt xong đừng có kỳ kèo 50% gì mình bớt, cho nên là mình không có bớt đâu nha. Cho nên nói trước để anh em khỏi phải ấy. Có nhiều người cứ mỗi lần bớt cho nên nó mình nói trước nha, thì khỏi mất lòng. Rồi anh em xem kênh đừng quên ấn like và subscribe cái theo dõi những món hàng hôm nay nha. Sẽ còn rất là nhiều đồ gia dụng này, các đồ gia dụng của siêu thị Nhật Thanh Lý anh em. Thì mình sẽ đi vào cụ thể nha. Có cái này kem máy in sao băng cho phụ nữ nè, anh em có thể mua về làm quà tặng ha. Kem xịn luôn anh em ơi, đồ xịn xịn cũng có mà đồ nói chung là đồ Trung Quốc xuất Nhật cũng có ha. Mình sẽ đảm bảo anh em là sẽ xịn sò ngon hơn những mà hàng ở đây bán. Rồi vô vấn đề, vô con này bán là 850.000. Con massage Doctor Air, cái này mình cho anh em hai cell pin dự phòng là 20R nha anh em, nội trợ 14, dung lượng khoảng 1800-1900 đó, gồm 4 cái đầu, 1, 2, 3, 4 cái đầu zin. Thì pin zin nó còn cho nên là mình cũng mà cho hờ dự phòng luôn đi cho anh em, về khi không thay, khi anh em dùng chán chê rồi anh em có thể thay qua. Mình có đóng kẽm sẵn rồi, anh em cứ việc về mà hàng thôi, tháo cục pin ở trên đây ra, tháo hai ốc dưới đây ra và mình sẽ thay thế dễ dàng, cứ cần mà một cái mỏ hàng nữa thôi là xong. Cái này là giắc sạc của nó tai xin nha, hôm nay mình bán giắc sạc không rất là nhiều, anh em có như cái này, cái giắc sạc này thì nhà ai cũng có rồi, thì điện thoại mà mình nạp pin nó vào rồi nghe anh em. Này là cấp 1 này nha, cấp 2, cấp 3. Con này năm rồi mình bán rất là nhiều anh em, tại con này mình nó còn sót lại á, full bộ như này là giờ anh em lên Shopee có shop hàng bãi nhận ta bán 1.000.000 đồng, mình bán 850.000, chuyển khoản miễn phí cước, COD 25k ha. Giá mỗi nhóm hàng giá trị thấp dưới 300.000 thì anh em chuyển khoản mình cũng không bao cước nha. Tại nó rất nhiều đồ để cho anh em lựa chọn thì anh em cứ từ từ mà lựa. Rồi bán cái đèn này, cái chá đèn này mình bán cho anh em như hình là 500.000 đồng, chuyển khoản bao cước. Đó, cái này biết gì không? Cái này là không biết nó bên Nhật nó dùng cái gì, cái này sản xuất tại Nhật nha anh em. Bóng nó có sẵn đây luôn, và cái chá này chá nhựa, còn này là kính. Thì anh em có thể về lấy hai cái này để độ chế trên xe của mình hay máy cài hay là cái gì cũng được ha. Còn đây là nguyên zin nó vậy, có dây đeo để không biết có thể là đeo trước ngực anh em để đi làm công trình hay đi xôi đi này nọ đó. Về thì anh em có thể nghiên cứu mà thay cái bóng led cho nó siêu sáng rọi xa hay gì đó ha. Cái bo mạch nó như thế này luôn, sử dụng điện 12V, bình 12V. Đây nè, cái học này anh em có thể đóng pin vào mà mình chán chê luôn nha, dài hơn găng tay mình. Này của Nhật luôn anh em. Nếu mà mình dẫn cái chá này, anh em biết mình dẫn chá mà kiểu như trên xe Honda mà anh em mua cái chá zin này thì nó cực kỳ khó. Để mình test độ sáng cho anh em xem nha, tức là mình cho anh em biết là cái bóng này nó còn sáng chứ. Cái này có thể cấp điện áp 14V vẫn được. Cấp điện áp qua cái này là nó là 11V, 11V 26 nha. Đây là dây đen là dây âm, đơn giản vậy thôi, không được thì mình bật công tắc nó chứ, nó có hai công tắc ở trên đây nha anh em nè.
đó anh em thấy không, đó thấy chưa, rồi anh em tự ấy nha, sáng hết rồi, muốn đóng pin về đóng pin thì cứ bỏ vào đây thôi, không gì hết. Cái này anh em về tự chế thêm nha, giá bán là 500.000 đồng, chuyển khoản mình bao cước nha. Anh em nào muốn mua tua nha anh em, không muốn mua nào thì mình tua qua. Rồi bỏ ngoài cho anh trống chỗ rồi. Hai con máy này, một mình bán cho anh em một cặp luôn, cho anh em xài gia đình hoặc là đi cài. Hệ 12V nha, mà đặc biệt là hai con này mình đã vệ sinh rồi cho anh em luôn ha. Một con khoan, con này nó 6402 á, mình tóc cao su, mình lột cao su luôn. Thì nói chung là đảm bảo mọi tác dụng cho anh em. 21 cấp được. Một cái vỏ cao, một vỏ thấp nha, và mình sẽ đóng cho anh em một cục pin 5AH cell này. Cell này còn được mấy viên anh em, cell Texan đó. Xe này nó địa trung nha, ở đây anh em kiếm chỗ bán là cũng hơi khó đó, cũng có bán nhưng mà rất ít nơi bán ha. Hàng này là hàng chất lượng chứ không phải là Lisen EV ở Việt Nam mình bán đâu. Mình bán là hai máy nè, đóng cho anh em một cục pin, vỏ móng thì mình đóng cho là 1.000.000 đồng, hai máy một cục pin không có sạc nha, mình không có bán sạc, mình test máy luôn. Con vít này là nó có cái chức năng là kiểu như chỉnh lực búa nghe nè, nó bị kiểu như là nó anh em vặn á, đây là chỉnh, ví dụ gõ một búa nó ngắt, gõ hai búa nó ngắt ha. Mấy con này đúng là đẳng cấp đó anh em, nay mình đã vệ sinh hết luôn rồi nghe, ngoại hình nó tương đối như thôi chứ mà nó hơi ngon lành cành đào á, 12V thôi chứ nó mạnh hơn máy tàu không than, có mấy anh mua là 300-400 rồi chứ không phải giỡn nha. Xài bền bỉ luôn, máy có than xài bền bỉ luôn, mà máy Nhật Bản nữa. Cái này mình test nhanh đi nghe anh em. Chạy im như mèo thở nha anh em. Vô dầu mỡ rồi, cái này là bằng nhôm mình đánh ra bóng lưỡng luôn ha. Cái này thì chức năng mình đã test rồi, hoạt động ok bình thường. Cái này thì cái hệ này anh em nhìn nó cũng rất là quen lắm. Nè, một máy nè. Giờ tới máy khoan nè, mình sẽ đó, anh em mua mình sẽ đóng cho cục pin nha, sẽ có một cục pin 5A đảm bảo dùng một ngày không hết. Rồi anh em làm nhôm kính, làm gỗ, làm mộc, làm gì cũng được, ngon lành cành đào luôn. Hai máy một pin, còn dư cái vỏ về anh em có nhu cầu thì anh em có thể đóng thêm. Một cục pin 6 cell nha, chứ không có 3 cell nha. Cái này lấy pin mẫu thôi, mình còn được mấy viên vậy này. Rồi đây mình đã có một con lấy đáy cơ. Có thể clip dài mình có thể mình tua nhanh nha. Mình bán cho anh em là một máy một cục pin. Pin này là pin Sony VX40 nha, 4AH. Mình cho nó chừng 3 qua mặt thì còn chắc chừng mình cho nó trừ 3.5, 3.6 thôi, muốn cho nhiều cho cũng được. Cái này nó 300 mấy là anh em dùng cũng thoải mái nha, pin siêu xả thôi, em dùng nó là sẽ lâu hết pin lắm. Cái giắc sàng mình để đây nha. Con máy lách đáy cơ, con này lực, con này mình chưa vệ sinh nha, anh em về vệ sinh thêm. Motor nó thấy nó dơ nè. Con này như lực nó trên lực nó khoảng 100 Newton đó anh em, 100-120 gì mình quên rồi. Mấy con này nè anh em không mua, đi mua máy tàu 400-500 gì nó bán một máy hai pin thì thêm bao ship nữa, mấy anh toàn về vứt tiền xuống sông không. Về vệ sinh thêm nha. Con này đã bắn to là rầm rầm luôn. Tê tay nè, rồi test nhanh. Rồi anh em nhắn con vít lách đáy cơ là 680.000. Một máy một pin không kèm sạc. Máy bãi này thì mà bao anh em một năm xài năm liên tục, không có một trụ trục trặc năm hay năm, không có trục trặc gì hết á. Mấy dòng máy tại sao mà không có hư, chứ anh em đem đi phá bị ăn trộm mới hư mới mất thôi đó. 680k chuyển khoản bao cước. Con này vít gặp mình bán 300k, lên một sale cho nó là sale
Samsung 30Q dung lượng 3Ah bao có mặt bảo vệ nha. Anh em về sạc cái nguồn sạc là 5V trở lại. Tức là anh em có thể là mua những cái dắt tròn xài trên cái củ sạc á. Ví dụ như cái này. Cái này mình mua từ bên Trung Quốc tới mấy chục ngàn anh em. Bây giờ thiệt, bây giờ đồ gia dụng Nhật Bản mình về mà không biết nó có hay không, chắc mình bán rẻ hơn chắc, khoảng ít nhất phải nữa 40 ngàn đó. Mua dắt này này về ghim vào mấy củ sạc là điện thoại là ok. Tại vì mấy cái sạc nó điệu lắm, mình bán mất công anh em bán vốn rồi này nọ nó mình mệt lắm. Không có mấy đồng hết mà. Lên xe mới, máy còn rất là đẹp. Con này con Everlew thì phải. À đây nè. Rất là mới nha anh em. Lưu ý là nó có 6 cấp trượt để anh em vặn vít là khỏi phải sợ hư nha. Đó, còn rất là mới luôn. Lên xe mới rồi. Rồi 300k anh em nhắn vít gặp 300k. Tại hôm nay có nhiều cái, hoặc là anh em có thể chụp hình gửi Zalo nha. Anh em có kết nối Zalo đã mua hàng mình mới gửi qua Zalo cho mình nha. Rồi 300k. Con này 300k lách đách cơ. Mình lên cho nó 2 cell của Datong anh em. 2 cell của Datong này mình thay pin cho khách mới có nha. 2 cell của Datong nội trợ pin 1, pin nó là 2A, 2 pin nó là 4A. Mình cho nó là 3.5A thôi, cho anh em xài anh từng lễ không hay hết. Con này khá là mạnh nha anh em, nó có tới 23 cấp trượt. 300.000 chuyển khoản bao cước ha, sale đây là 25k. Con này mình thấy ngon lành cành đào đó. Qua bên đây, gạt qua bên đây là dặn vào. Lên đây nó mạnh lắm anh em. Lên đây nó mạnh, con này nó mạnh hơn con này nha. Và con này có thể xoay hai hướng nha. Còn cũng khá là đẹp, ok nha, 300.000. Rẻ như, đúng là rẻ lắm anh em. Anh em giờ anh mua máy Trung Quốc, cái gì Toto hay là cái gì máy gì đó, bán 600-700 ngàn chứ đâu ít. Hôm nay có mua tour để dành xe cua luôn. Anh em muốn mua thêm thì mua, 300.000 một con nha. Con này bán 250 đi. Con này hổm anh nào chốt cái bỏ lại mình quên mất. Con khoan này mình lên cho nó 2 sale gì quên mất và cũng bao xài chắc tháng, nửa tháng đi, bao xài nửa tháng không hết. Cái này thì anh em nó xài chung một cái động cơ 550, có thể 12V và một cell, 2 cell, 3 cell, 12V vẫn được ha. Mình này mình lên hệ 1S 4V2, nạp đầy 4V2. Chứ sao cái này nó cái cò này nó không có điều tốc, anh em chạy 1S nó vừa cái dòng tua nó vừa phải. Có cấp được anh em dặn con này là phê lắm. Ngoại hình tương đối ha. 250 nha anh em. Chưa phí ship. Mua thêm mua kèm thêm. Hôm nay có cái đường này bị bơm lấy cọc rồi mà vẫn bị. Con này bán 450, con này như cái clip vừa rồi lấy một số phụ kiện ra bán rồi. Như hình mình bán cho anh em là 450.000. Về lấy cục sạc 5V đổ lại vào đây nha, có lên pin rồi, lên pin cũng là 30Q. Samsung nha. 30Q dung lượng cao hơn 25R nha anh em. Cho anh em thêm 3 cell này dung lượng nó còn nè, về dung lượng còn chấm mấy nè. Pin này anh em biết pin cũng sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà là mình tháo trong cái bộ nguồn của Nhật. Kèm theo một mớ mũi vít này. Cái này đồ phụ kiện kèm theo như hình. Con này là Xman. Có hộp. Con này thì như chưa xài cực mới. Và đặc biệt cái con này nó là như cái cơ nó là ngay phía này anh em thấy không? Nó có y như công tắc phụ nè. Mình dùng đây, kiểu như nó làm cái thế nó cũng dễ cho mình dễ dùng anh em nè. Như thế nào đây? À đây nè. Khi mình ấn vào đây, cái tay mình nó đè xuống rồi. À. Con này có cấp trượt nha anh em, 6 cấp trượt nó y như con Everlew kia thôi. Dễ dùng, mở đồ nhựa là không bao giờ hư. Mấy cái ổ nhựa Việt Nam mình đây nó giòn lắm. Lúc này nút khóa cò không dặn được và có thể dặn hai hướng luôn ha. Hai hướng nó thiết kế cái mẫu này nha. Để anh em bấm đây thêm cái nữa. Rồi 6 cấp trượt nha anh em. Rồi con này bán 450.000 mới có full hộp. Thì anh em tài chính thấp đi làm thì mình mua con rời khỏi không cần đẹp. Còn anh em nào xài gia đình muốn đẹp thì chơi con này. 450 chuyển khoản bao cước. Full thùng. Đẹp long lanh.
Con này bán 500k. Con này vừa clip rồi luôn nè. Hình như có cũng có anh chốt mà cứ sao mà cứ im ru, cho cái chiêu im ru mai chuyển khoản. Mấy kèo này thường thường mình thấy là như là không liên lạc được. Con này là đầu vít ngậm nha anh em, đầu vít ngậm ha. Con này là pin zin, nó có cái đèn pin đây nữa nó mới đọc nè. Đó. Con này quên nữa, mình nó có cái dắt. Cái này là cái đầu dắt micro để anh em sạc vào khi hết pin, pin bục pin này mình chưa đụng luôn nha. Con này thì mới 100% sản xuất ở Trung Quốc nha. Anh em muốn xài đồ Nhật thì anh em mua đồ mới đi, chứ mấy cái đồ bây giờ nó gia công Trung Quốc với Việt Nam mình nhiều lắm. Mua đồ mới này thử anh em xem kiếm cái đồ máy in da băng, máy in da băng có nước mấy đây mấy cái xưởng nó in lên cho mấy anh thôi, chứ còn đồ mà sản xuất tại Nhật anh em nó đắt kinh khủng. Này có hai hướng luôn. Quên đầu ngậm mà cứ gị ra không được nha. Giá bán là 500.000 đồng cho anh em là thêm một mớ xeo cũ nè. Xeo này xeo xăng vô tháo của con robot ra. Nội trợ nó tới 7 ít lận, không biết còn nhiêu. Để cho anh em về dùng đèn pin nó vẫn là tốt hơn rất là nhiều lần những cái pin anh em mua ở đây 10.000, 15.000 trên Shopee Lazada nha. Còn hai viên pin tím như cái bộ kia hồi nãy mình cho theo 1.2. Hai viên này thì dung lượng mình dùng mình test rồi mình biết. Cho 2, 4, 6 viên pin 500k. Rồi nó mấy cái đầu khẩu này anh em mua thôi, tào tào chứ anh đi mà đi nhặt thôi, mua cũng tiền trăm. Mũi vít nó có sẵn. Giá bán là 500 nha anh em. Anh em mua vít hộp vít 500k. À nó mất cái này hả ta? À nó mất đi cái khóa gài bên đây thôi chứ không có gì hết. 500k. Có con này hôm nay là bán xác kèm mua tươi cho anh em về thay thế luôn. Những cái này mình mua lâu rồi không có kiếm cái mua tươi khác thay, không có. Mua trên mạng thì nó mua tươi dây sợi dây nhôm không à. Thà mình mua mua tươi bãi nó cũ như đó mà, nhưng mà dây đồng. Con này hồi đó như mình bán 450-500 gì đó. Cũng là hàng mới luôn. Full thùng. Sao hàng đi ra tới Hà Nội anh em, rồi xong rồi ra ngoài shipper nó gọi không được. Ủa mà thấy giờ hết nhìn ra con của mình luôn rồi thấy không. 450.000. Cái này mình cho theo một cell pin là dung lượng Samsung, dung lượng còn 1.7 mấy nè. Gồm hộp vít này nó rớt ra rồi anh em. Số phụ kiện nó còn đủ luôn nè. Có sạc luôn ha. Phụ kiện nó gần đầy đủ hết. Con này bị nó nước vô tí xíu anh em. Mấy cái đầu khẩu này nọ có hết luôn. Này để mình lắp lại sau nha. Giá bán y như cũ, 450k chuyển khoản bao ship. Con này rất là đẹp. Không đầu khẩu hình như không thiếu thứ gì nha anh em, mũi vít nói chung là đủ xài luôn đó. Con này mình tốn tiền ship hai lần rồi, lấy tiền cọc coi như là lấy tiền ship. Này là pin zin nha, anh em về thay đó, nếu mà không cầm mình thay cái đó, có sẵn hết rồi. Cấp trượt có đủ. Cũng xây được nha anh em. À, chưa bấm hết, lấy diễn chạy. Đó. Giá bán 450k, chuyển khoản mình bao cước ha. Để đang chốt sắp lại. Chút tính sao giờ nhiều việc. Rồi con này mình bán cho anh em là 200k. Quên hôm nay dây silicon nó có nữa nha anh em. Bán 200k chưa có cái vỏ pin nha anh em, về nếu mà có vỏ pin thì càng tốt ha. Còn không có thì thêm 50.000. Con này làm cái motor nó hết than à anh em. Đây mình bán 200k cho kèm hai cái motor về thay thế. Motor này xài con này nè, những cái motor vít gập hệ này là Nati nè, 7V2 nè. Con khoan IKEA 7V2 là nó sử dụng cái motor này nè. Anh em nào sắp hết than mình coi lại đi ha, máy cũ cũ mình nên nghiên cứu ha.
Mã của nó là 380 hoặc là 300 hay gì. 380. Lấy con khoan nhỏ nha chỗ đó. Con khoan đen hả? Mở ra rồi đó, đúng rồi. 380S. Để mình coi có khác hơn gì không. Cái này hàng bãi tháo nha anh em. Nó còn than nha. Than còn nhiều lắm. Để coi có thằng nào nó khác mã không. 380 anh em ơi. 380. 380 nha. Này nó mờ rồi. Đó. Than còn ok lắm. Một thân máy và cho kèm hai cái motor như này là 200k. Chưa phí ship. Về thay vô là lắp pin vào là dứt. Cạo cái nhông ra. Không biết nhông này không biết dựa như này không, nhưng mà nói đó. Ví dụ con này là xui xui anh em thấy không. Nó bị hư motor nè. Con khoan ai kia này nè. Này nha. Motor nó là sử dụng là 380 luôn. Thấy chưa. Y chang luôn nha anh em. Đã nó cái hệ motor này nó xài cho 1S với 2S là được đó nha. Bỏ đây luôn đi. Và vẫn có bán lẻ 20k một cái. Bán lẻ anh em mua kèm chứ mình không có ship. Một anh em mua một cái motor mình không có ship nha. 20k một cái. Rồi đây là dây silicon. Quên là còn mớ motor là 775 đó nè. Con này chạy điện áp từ 18V cho tới 40V, 42V, tức là 5S cho tới 10S á. Con này là 785 nha anh em. Cái này cái clip hôm trước mình có test này nha. Cái motor này tại vì nó cái này nó sản xuất cho cái máy của anh ta, cho nên là riêng của cái hãng đó, cho nên nó dùng mà nó ghi trên đây là DC 40V. 325W công suất đỉnh khi anh em cấp 40V. Còn nguyên bản của nó này không có thay đổi kết cấu gì, nó chỉ muốn in gì nó in phía nước ngoài thôi. Còn là cái motor 785 này anh em chạy 18V vẫn bình thường ha, 18V cho tới 40V được. Dù anh em chạy 40V nó tua nó lên tới là mấy chục ngàn vòng, y như cái tua máy mài vậy đó. Này là mới chưa sử dụng nha. Thứ nhất là anh em có thể về chế cháo hay là thay motor, hoặc mình lấy cặp than này thay cho những cái máy bãi này nọ ha. Mình bán cho anh em như đây nè. Ba cái motor là 100.000. Hai một cái lớn hai cái nhỏ. Anh em nhắn là ba cái 100k, ba cái motor. Gom đơn nha anh em. Còn không ít ít thì anh em trả tiền trước nha, mình không có ship 100.000 nha. Ba cái 100.000. Dây silicon. Dây silicon này hôm trước bán nhiều nha. Nè anh em, đồ tiện ích lắm. Cái này là rất nhiều thứ để cho anh em mình chế cháo này nha. Xong rồi mấy bọc mình bán là còn được bọc tí xíu với cái này nữa thôi. Dây này chịu dòng liên tục là từ 5A cho tới dưới 10A ha. Hai cọng dây này dài hơn mét nè, nó chia ra nè anh em thấy không. Mấy cái dắt này là để dùng rất là tuyệt vời nha. Dắt này dắt 2.5 rất là thông dụng chứ không có mà ấy đâu. Dây mềm dẻo, cái lỗi nó rất là khá là to. Mình bán như vẫn là như cũ, 1k 1-2 dây. Về chế tại vì này là nó y như là một bộ của nó là như này nha anh em. Có thể mình lấy cái này để mình kẹp vô cái ắc quy á, để mình lấy nguồn nó ra cái cổng cái dắt này. Còn cái cổng này thì nó quá trời để cho anh em chế rồi. Yeah. Rồi bán dây silicon. Anh nhắn là dây silicon 40k 2 dây. 40k nha. Anh em nhắn dây 40k gom đơn. Nay hy vọng bán anh em được 100 đơn. Hôm nay là có rất mấy cái đồ này nó rất là nhiều, cho nên có thể là hy vọng bán anh em khoảng 100 đơn không được không. Rồi hôm trước đang bán được mấy chục cái nha anh em. Đó, mấy chục cái luôn. Cái này là anh em xài nhận hàng đi, nhìn nó sẽ khác biệt ha. Bán 150k một cái, gói size tiêu. Lấy cái vỏ hộp ra đây.
hộp 4 cái. Cối size tiêu. Giá lẻ là một giá lẻ là 150k một cái. Một thùng là 4 cái. Chưa phí ship nha, mua 2 cái 300k chuyển khoản mình bao cước. Lấy đại nha anh em, lấy đại. Nhiều khi mình thấy màu xanh trước mắt là mình thấy màu xanh nó ít lắm, còn cái này là màu đỏ nó nhiều. Cho nên là nhiều khi anh em mua chốt mà kêu mình gửi cái này cái nọ nó hết, mình không có đủ để giao, anh em thông cảm nha. Cái này là hàng của Nhật, nó gia công ở Trung Quốc nha anh em. Đây là một cái hộp, nó là như thế này, đóng gói bao bì như thế này, là 4 cái trong đây nè. Nè thấy không? Hàng Nhật kho bãi, nói chung là trung tâm sản xuất của thế giới là nó nằm ở Trung Quốc thì anh em cũng biết ha. Cái nhiều anh nhiều khi nó hàng Trung Quốc, nó hàng cái hỏng cái này cái nọ. Nhưng mà mình kiếm đồ xịn thì mình phải chi tiền khá là lớn. Đây nè, hộp 4 cái, thấy chưa? Hàng này anh em đừng có so sánh, mà lên sạch Shopee mà lên nó bán vài chục ngàn nha. Con này nặng 400g một cái, anh em gỡ ra thì anh em mới thấy cái chất lượng của nó và cái thiết kế đặc biệt của nó. Một cái thiết kế đặc biệt là anh em biết sao, cái này khui tem luôn thì nó dùng mình, cái nào khui tem thì nó mình review cho anh em ha. Mình có thể điều chỉnh mà cái hạt tiêu hay là hạt muối nó nhỏ là lớn. Này anh em thấy không, cái mẫu của nó vẫn có muối và tiêu thiệt nha. Anh em thấy hai cái lưỡi dao không? Nè, bên đây là hai lưỡi dao nè. Trên đây nó để USB, có thể là mình là gì không biết, nhưng mà mình dặn theo kiểu kim đồng hồ là nó sẽ ra một ví dụ nó ra muối hoặc ra tiêu, còn dặn ngược lại nó sẽ ra một loại thôi. Đây, test cho anh em xem lại nha. Là ra tiêu nè. Cầm đây. Còn mình dặn ngược lại cho nó ra muối, tức là thành muối tiêu luôn. Thấy không? À, cực nghiễn chưa? Anh em thấy không? Tiện ích không? Bây giờ anh em ra chợ mua tiêu sai sẵn là mua bông gòn không về dùng không nha. Đúng không? Chính xác à? Bên đây đàn ông, bên đàn bà mình cứ kết hợp nhau sai ra màu đuối em bé ha. Rất là đơn giản luôn. Cái này bằng vật liệu gì em biết, rất là xịn nha. Chọi bể đầu chứ không có rớt bể đâu nha. Đó, 150k một cái. Này mình khui tới đâu mình chưa biết số lượng nó là bao nhiêu, nhưng mà trước mắt có nhiêu đây bán như đây ha. 150k một cái. Anh em nhắn cối size tiêu, mua làm quà tặng này nọ, đi tăng gia này nọ, mua hộp về 4 cái tuyệt vời. Đổ, để dơ. Rồi bắt đầu vô đồ này. Lấy cái điện thoại rồi. Cái này cái kem sao nó chá chá cái đèn. Lấy cái ghế nào cao cao không ta. Lấy cho cái ghế cao cao ngồi để khui ra. Cái ghế mũ. Ghế mũ á. Giờ mình ngồi đây mình khui mấy cái đồ gia dụng Nhật Bản nha anh em. Cái này anh em mua kem nè, anh em mua về tặng người yêu, tặng bà xã nha. Cái này ngồi đây. Cái này anh em biết sao, trước mắt là mình thấy có mấy hộp mà bà xã mình kêu để lại khỏi bán nè. Nhưng mà mình thôi, mình nghĩ là chắc trong đây còn nữa cho nên mình bán nha. Đưa giấy quá. Bán 250k một hộp, hàng này có thử rồi nha anh em, rất là ok. Thì anh em mua về cho vợ hay này nọ ha, chị em phụ nữ mình mua. Này nếu mà chị em phụ nữ mình ở nhà mình thì cũng biết là nó mua mấy cái hàng tốt này là 400-500 ngàn, là mới từ bỏ ra từ 400-500 ngàn mới mua được một hộp như thế này. Hàng này của Nhật luôn, mấy cái kem này là không hết hàng. Còn anh em mua, chị em mình mua của mấy cái shop livestream á thì nó kem trộn này nọ thì 100 mấy 200 ngàn rồi. Hàng này mấy da băng luôn.
kem này anh em, để mình dịch cho anh em xem luôn nha. Chỉnh cái này nó sáng lên tí xíu. K một hộp, trước mắt có mấy hộp thôi. Chủ mở cái camera này thiệt. Ôi giời ơi, cái camera với cái này nó làm mờ. Camera nó dơ. Ô, cái điện thoại này chụp hình riết mà hết thấy đường luôn. Bất mãn. Kem này kiểu như là kem sức trắng anh em. Đưa cái tay qua coi. Cái này có thử rồi anh em thấy sức lên đây nó khác một trời một vực lắm. Để lấy ra hộp. Đó. Kêu để dùng anh em, tại vì khi mỗi lần cần cái đi mua nó đắt. Kem này kiểu như là kem tẩy gì? Kem tẩy trắng anh em, sức trên mặt là toàn thân vẫn được ha. Lấy tay xuống. Nè thấy không? Cái này mua cho người yêu đi, tối cho nó ngủ, tối cái nó cho ngủ chung à. Ô da, cái hũ này có khác không? Đây mình khui nha, nè. Hàng này báo anh em là không có hết hạn, không có quá đắt đâu gì hết á. Mấy kem này của Nhật luôn. Kem của Nhật luôn nha. Kem này kiểu như kem để tẩy trắng à. Kem tẩy trắng á, xích lên là ok lắm anh em. Hoặc là chị em mình xem mà mua nha. 100g một hộp, như là 100g sản xuất tại Nhật. 250.000 một hũ, trước mắt mình thấy có được 4 hũ. Cái chai này mình bán 50k. Còn nữa nhưng mình bỏ đâu rồi. Chai này chai chống nắng cho nam và nữ luôn anh em. Chống tiêu UV. Đó. Đây nè. Sợ trên coi, tay mình thì đen như chó mực vậy đó. Nhưng mà đi tắm biển ha, này nọ anh chị em mình đi ngoài đâu đó. Mình xịt lên. Đó. Cái này sản xuất tại Nhật luôn anh em. Nam nữ đều dùng được nha. Trong đây nó có cái bản dịch ra. K anh em nhắn là chai chống nắng. Ôi mình để chai chống nắng ha. Còn cái này cũng mấy in ra băng mà không biết cái gì. Đưa đây coi. Chai này chị mụn. À chai chị mụn luôn hả? Đây để mình làm dịch cho anh em xem nha, mất thời gian quá. Chống nắng thể thao gì đây. Nước xịt toàn thân và phụ nữ, cho phụ nữ nhờ đàn ông. Tại tiếng Nhật mình dịch ra đây nó bị sai chính tả anh em. 50k nha. Cho đi biển rồi đó. Còn cái chai này. Cái này hơi phức tạp, khó mà ấy quá. Kem trị mẩn đỏ dành cho nam. Cái này chả biết nhiều nữa thôi. Anh em muốn mua thì kem trị mẩn đỏ nền trang điểm. Camera thiệt kiến tức. Dục đi. Muốn tắt cái bóng đèn sao mà nói cứ chá chá đây không mà sao quay. Cái đồng hồ này mình không biết sử dụng. Đồng hồ cho kiểu như đồng hồ chống nước cho trẻ em nè. Nó vẫn còn pin còn chạy nha anh em. Cái này nè,
hàng siêu thị nó còn bao bì nó cũ nữa. Bán 100k. Ồ cái này chắc không biết giờ sao ghi số hay sao ta cho nó anh em dễ mua. Thôi cái này thì nó dễ rồi. Cái này mà bắt đầu mình đánh số đi. Có thể là gặp thêm một cái đồng hồ nữa. Cái này đồng hồ số 1. 100k. Anh em gom đơn nha. Đi đơn từ 200k đi. Đụng tới đâu mình khui tới đó. Ờ quên nữa mấy còn mấy cái bút này nữa anh em. Mấy cái bút này 100.000 một cây. Bút này nó coi như rất là xịn nhờ VIP luôn. Cái này được rồi mình bán mười mấy 20 cây. Cái này được mình thấy được có khoảng một chục cây thôi nha anh em. Ủa cái cây này nó sao vậy? Toàn lấy hàng lỗi không? Không phải lỗi nhưng mà kiểu như nó anh không biết người không biết dùng nó lấy cái dặn ra như thế này nè. Nó có cái nấm dặn nè. Gỗ này kì cái bên ngoài nó ốp gỗ kiểu gỗ khu sáo khu nuột sáo gì mình cũng không có rành lắm nhưng mà gỗ này là khá là xịn. Anh em nhìn thấy nó rất là đẹp không? Cái này bằng nó mạ đồng mà anh em không hít nha. Đồng hay là nhôm nó mạ lên không biết chắc đồng quá. Nè. Cái này là bút nha anh em. Này cái bút bi. Rất là đẹp. Đó. 100k một cây. Cái này nè, anh em làm quà tặng ha, anh em làm văn phòng đi ký hợp đồng là tuyệt vời, móc cái viết ra là y như là một ông giám đốc. Có một cái ngòi bút và kiểu như có một ngòi bút dự phòng, kiểu như bút mực á. Dưới đây mình khó lấy. Nè, thấy không? 100k một hộp nha anh em. Anh em nhắn bút bán cho một cây bút 100k. Anh em nhắn cây bút 100k ha. 100k một vải như thế này. Có mấy cây? Còn cái này cái gì đây? Ôi cha ơi nè, giờ không biết cái gì sao mà bán. À cái này cái đế để mà nè anh em. Cái đế là để nặng vậy. Dưới đây có gì mà nặng nè. Giờ tôi chả biết sử dụng luôn tại vì đồ này yên như là mà đồ lắp ráp như thế nào đây không biết nữa. Đây nó có giấy hướng dẫn nè. Nặng nha. À để đế điện thoại nè anh em. Điện nè. Bán 100.000 nha. Không biết đây nó có cái gì. Để sao mà có cái dây sạc đây nữa. À, có cái dây sạc nữa nè. Có thể là mình để đây rồi mình sạc lên hay gì ta. Thôi bán đại mà. Nặng nha. Cái này không biết cái gì mà dưới đây là chắc có 500 hay gì đây. À dưới đây đang có 500 hết nha anh em. Nó có đầy đủ tháo ráp nè, nó đầy đủ hết nè, không có thiếu gì đâu. Nè, anh em thấy một với hai cái tai nhỏ này, với một cái này nữa thôi là bốn cái là thành nó ráp thành một cái đồ đế đựng điện thoại. Mã số 2 bán 100k. Clip nay ngày mấy? Về nó hơi gắt rối nhìn em. Cái này là cái gì? Tháo ra coi. Ủa cái này chắc hả? Rồi vậy. Cái này quay bán chỗ này chắc nó hơi rất là dài luôn á. Rất là rất mất thời gian luôn. Thôi anh em xem thì rất là dễ mà cái nào mình không mua thì mình tua qua. Cái này giống dây sạc nồi dắt ba chân nè. Hàng này không biết sản xuất đâu đây, mình không thấy, cũng mấy China. Chung là đồ, mấy cái đồ ví dụ như dây cáp sạc này nọ xịn sò cỡ nào đi nữa thì nó vẫn là sản xuất ở gia công ở Trung Quốc hết.
mình bao anh em những dây sạc đây, mình có thử ok rồi, mình thấy là nó sạc rất là nhanh. AC/DC 240V 2A. Này 19V này chắc là dây sạc của gì? Laptop anh em, 19V. Mấy cái sạc điện thoại iPhone 15, 16 Pro Max cái gì của anh em, hay là Samsung S22 anh em lật đích lên máy in China không ấy, cũng giá tiền triệu không đó. Tất cả các đồ dùng, ví dụ như đồ điện tử này là đa phần là 90% là nó gia công ở Trung Quốc hết. Mã số 3 này mình bán cục sạc laptop này mình bán một này hổm đi ra bãi bán 150 anh em. Bán 120k. Này ngày mấy rồi? 120k, mới mở số 3 mà. Mà tiếng máy rồi. Bây giờ mà không có kết hợp, có thể là mình sẽ không test nó. À cái đèn này có thể là đèn này anh em thấy không? Rất là đẹp nè. Thôi bán đại 50k cấp nguồn vào. Ồ đẹp quá, cái này anh em có thể về lắp đầu lắp. Giờ không biết bao nhiêu volt nữa, cái này chắc 5V quá. Tháo ra nghiên cứu nghe nè, cái đèn này rất là đẹp. Đèn nghĩ như đèn trụ vậy đó. Bán 50k, mã số 4. Số 4 50k. Nay ngày 9 tháng 10 ha. Mã số 4 50k. Rất là nhiều. Cái này cái da cũng sản xuất Trung Quốc hay gì đây. Đa phần là Trung Quốc nha, đồ Nhật thì nó ít lắm, cái đồ nào cần thiết Nhật nó mới sản xuất thôi. Cái này là cái da anh em, này chắc da công nghiệp, nó làm xịn sò ghê vậy đó. Bán 100.000, mã số 5. Bây giờ không biết bao nhiêu mét luôn. À nó đây nè. Cái size nó có nè nghe anh em. 90 x 43 tức là khoảng 2 gang tay mình ngang, dài khoảng 90 là gần 1 mét. Số 4 số 5 ha. Số 5 100k da. Nè, anh em nhìn nè nghe, cái da nè, của ta nè. Mấy cái đồ công nghệ trên đây nhiều khi mình không có biết giá trị, có thể là bán rẻ cũng có thể là đắt. Anh em cái nào đắt thì anh em bỏ qua ha. Ồ, cái này là cái gì đây? Lấy cái. Đúng là quay mấy cái này mất mệt thì anh em mất thời gian ghê luôn. Đồ thấy thì bán thì thích nhưng mà cái này để điện thoại nè. Cái này đồ Việt Nam mình mua đồ điểu không mà rẻ cũng phải từ 120.000, rất là dở, rất là tệ. Cái đế để điện thoại bán 150. Số 5 mà phải không? Nè, điện thoại iPad đâu được hết luôn nha. Nó mà cái này xịn quá nha anh em. Nó làm chắc chắn ghê vậy đó nè. Cái này kiểu cây dây uống dẻo á, cứ về mà tháo lắp vô thôi, không có gì hết. À nó lắp đây hả? Thôi cái này mình chưa khui luôn. Bán đại 150. Số mấy rồi? Rồi số 6 150k. Nè. Số 6 150k. Này 9 tháng 10 ha. Số 6 150k. Có cái đồ công nghệ có thể mình lướt qua, anh em có thể là cần cái gì thì liên hệ mình. Ví dụ dây cáp sạc chuyển đổi HDMI hay là những cái mà nó truyền qua những cái máy chiếu này nọ đó. Quái này là có quái gì nữa đây không biết nữa. Cũng sản xuất ở Trung Quốc ha. Mấy cái đồ này là như gần như tuyệt đối là sản xuất Trung Quốc luôn á. Mấy cái củ sạc iPhone, Samsung của anh em hồi xưa bây giờ là mua tiền triệu, nhưng mà sạc máy in China bây giờ đã có thể là dời kho về máy in Việt Nam rồi. À cái này là cái cái túi để chống điện thoại hay gì nè. Khui ăn cái.
nó đó, bán hai cái này 100 ngàn đi. Cái này như mỗi Việt Nam mà cũng có 90-100 ngàn đó. Để anh em đi biển hay là đi mưa đó, chống nước điện thoại đúng không? Nó có hai cái dây để đeo nè, coi như là ấy. Ấy sao? À đây. À bỏ điện thoại vô đây nha anh em. Nè, chống nước điện thoại. Hàng này là hàng này đảm bảo chất lượng hơn ở đây nhiều. Hàng ở bán thị trường Nhật mà chứ không phải bán thị trường Việt Nam đâu nha. Ta xài tới đô la rồi mình còn xài mấy cái tiền 6 số, 5 số mà, số 7. 100k. Này trong đây là được 2 cái nha anh em. Này quay chắc tới Tết quá. Cái đèn. Đèn này đang xài 3 pin, 3 pin tiểu 3A đó. Bán về cho anh em về ấy mà. Trong đây nó có dây sạc nè. Nó còn có cái ụ, à cái ụ đây nè. Đúng không? Đúng rồi, về mình lắp vào. Bán 50 ngàn. Cái đèn này cái đèn led á anh em. Nãy nó ấy sao vậy? Kiểu như anh em cấp pin vào để đèn led nữa, đèn kiểu như mình để trên trang trí cho anh. Ui giời. Số 7 hả? 8. Số 8 50k. Anh em thấy muốn bán cho một cả một vấn đề chứ, bán cho anh em xài mà nó cũng mất thời gian của mình vô cùng luôn. 50k đèn ha. Số 8 50k. Nè đưa coi. Đẹp không? Nó trang trí thôi không đủ đẹp nữa chứ khỏi cần anh em trưng vô tủ á. 50k nha. À cảm sạc USB đây. On off đây. Ôi trời, cái này quay chắc là mấy tiếng hồ luôn. Đây. À cái này là cái máy quạt đeo cổ, cái này hơi xịn nha. Colano. Trong đây là cái dây sạc. Ồ, máy quạt anh em luồn vào cổ á, nó khi mà anh em làm ở ví dụ anh em làm trong môi trường nắng nóng này nọ hay là mấy hai cái quạt đây nè. Nó sẽ thổi vào cái cổ và cái mặt mình. Tắt đầu. À không tắt đây nè. Cắt sạc đây nha. On off quên đây, on off chưa mở. À, lên đèn. Cấp số đây. À, hơi gió ra đây. Không biết qua camera anh em thấy không? Đeo vào cổ nha. Bỏ vô. Số 10 phải không? Ngày số 9 bán 180 ngàn. Anh em nhắn cái quạt đeo cổ. Thôi nhắn số 9 đi. Nay ngày 9 tháng 10 ha. 180 ngàn. Cái này em bán một. Số 10 bán 120. Cái này thì nó khác. Tiền nào của nấy. Cái này như bán 120 ngàn nè. Còn là hơi không biết rẻ mắc thôi. Bán đại đi. Bán mão này. Có những thứ mình sẽ bán, có những thứ nó không thông dụng, có phải bỏ đi mấy chục phần trăm nha anh em. Chứ không phải là anh em nghĩ như thế này là tất cả đều là hàng đều là nó thanh lý siêu thị ra mà. Đâu phải cái nào cũng bán được và cái đâu phải cái nào cũng xài được. Cái này cái jack sạc USB, micro. Công tắc cũng là đeo cổ nè, anh em thấy không? Nhớ cái này, mấy cái quạt này đó mùa Covid, mấy anh em đi dịch rồi này nọ là rất là cần mấy cái này. Này pin trong đây mình chưa tháo cho nên anh em có thể về tháo ra nghiên cứu về cái mặt pin. Pin zin đó nha. Nè. Đẹp không? Chừng một phân vuông à, một phân à, đường kính 110 cm. Ba cấp số. Mấy cái đồ này gia công Trung Quốc nha. Đây.
Rồi bán 120.000 mã số 10. Mã số 10, anh em nhắn số 10 quạt. À cái này là cái sạc dự phòng, hôm qua mình có nạp pin vào rồi, nó rất là trâu. Nó rất là lâu. 20.000 mAh, dòng 5V 2A. Hôm qua mình có nạp pin nên mình nó cạn ở đây, mình nạp rất là lâu, là chứng tỏ mình cái pin này nó rất là còn khá là cầm. Nói chung cái này mình không biết là sạc được bao nhiêu cái điện thoại, nhưng mà chắc cũng phải từ 2 lần quá. Nó sử dụng chắc là pin lipo anh em, pin test như pin điện thoại á. Cái này bán lại cho anh em là 80.000 đi. 11 phải không? 11 80k. Ngày 9 tháng 10. 80k nha anh em. 80k. À cái máy test hôm qua mình đăng mình bán hết luôn, mới lục được cái này xịn sò luôn nè. Cái máy này máy cắt lông lỗ mũi. Cắt lông mũi. Mà 12 này mình bán 90.000. 100.000 luôn cho pin luôn. 100k 12. Nhìn nó rất là nặng, nó rất là nặng đầm tay. À. Một xe pin 2A nha nè, mình cho anh em một xe pin pin sạc luôn. Mấy cái pin này mà cả như mà có bán cho mấy chục ngàn một viên, nó bắt đắt hơn pin máy khoan nha. Đây. Máy này để dành cắt lông mũi anh em. Cái này nhiều khi anh em ấy biết cái cảm giác mà cái này cái chổi để vệ sinh nè. Lông mũi nó ra nó chọt nó ngứa lắm. Có một cho một xe pin luôn. Xe pin sạc nha. Mã 12. Nè quạt còn cái đó nè, có hai cái đó. Mã 13 này mình bán 120.000. 120k nha anh em. 120k. Máy test nồng độ 12 13. Bỏ đây nè, bỏ này cho tao thấy. Máy test nồng độ cồn. Hơi thở gì đó. Này mới nha. Cái này nó không ghi nơi xuất xứ. Có không? Không ghi nơi xuất xứ nhưng mà hoàn toàn tiếng Nhật không à. Đây, hỏi đâu. Tại vì cái này nó tới hai màn hình lận em, hôm trước mình bán có loại có màn hình không? Bấm vào chờ 10 giây cho nó khởi động, nó kêu vào một cái tiếp là mình thổi vào. Rồi, trong vòng phạm vi 10 giây nó sẽ ra kết quả cho anh em có uống rượu bia hay không. Máy test nồng độ cồn. Anh em thấy không? Mình quay sáng giờ không ăn nhậu gì hết. Nó có hiển thị áp pin nè. Rồi hai bên đây là 10 giây gì đây không biết, đồng hồ nó gì nè. Tự động nó tắt nha. Mình không sử dụng là tự động nó tắt á. 120k. Này nó hiển thị là hai cái đồng hồ mà đo hơi thở với đo cái gì nữa mình không có biết ha. Có một cái duy nhất anh em, chốt mã 13. 13 120k. Lung tung sao bằng. Cái này là cái gì? À cái này cái miếng lót vậy. Làm gì ghê vậy? Lót ở đâu? À này lót dưới chân để cho anh em tập thể dục nè. Ô, cái này nặng với anh em mấy trăm ngàn ký, kiểu này ví dụ giờ bán anh em hơn 100.000 sao anh em mua đó, coi như mấy này mình mà coi như bán lỗ. Bán 80.000 đi, mã 14. Cái này nặng trên 500g rồi. Tính 80k mã 14 nha. Cái này cái lót chân anh em biết, nó cố định cái chân để mình chống trượt á khi mình tập thể dục á. Hôm nay anh chị em mà chơi phòng gym thì chắc mấy cái dụng cụ này thì có hai cái nè. Mã 14 nè. Tập gym 80k một cái. Cái này là cái ốp, chắc cái ốp này nhìn cái hình là biết cái ốp của thằng
quá trời dài. Cái ốp của iPod cái gì này, hay là cái iPod thiệt này không biết nữa. À, nó có cái đồ vệ sinh luôn nè. Ồ, cái ốp của iPod đó anh em, đẹp ghê vậy đó. Thôi bán lại. Trong đây là cái gì này, cái nắp. Nói chung là phụ kiện này, cái ốp của mấy cái tai nghe iPod nha, bán lại cho anh em là 30k 9 tháng 10 nha. Nè, cái ốp nha, 30k. Bây giờ đồ như thế này anh em kêu giờ khui như đây chắc khui tới Tết thiệt. Ờ, cái mấy cái quạt này nãy là cái quạt này nãy có chưa? Ờ nó đó nè. Bây giờ giày sao mà khui vô bán cho anh em mà kiểu như cũng nhiều được, mất thời gian quá. Quay như đây mình quay mà cả tiếng đồng hồ, ai rảnh đâu mà ngồi đây mà và xem một tiếng đồng hồ. Đó, anh em muốn mua nào thì anh em xem kỹ, họ không mua mình tua qua bán mão, bán đại, bán bỏ nhà đi bụi luôn cũng được. À, cái đế để điện thoại nè, sao cầm thấy nặng tay à nha, cầm nặng tay quá nha. Ồ, xịn sò luôn anh em ơi. Cái này, cái đế để móc ra. Ồ, xịn ghê nè. Mấy cái đầu công nghệ này ra tiệm điện thoại nó quất cái tiền trăm mấy. Nặng lắm nha, nặng lắm. Ồ, đọc ghê. Khi mà anh em làm việc trên bàn hay này nọ, mình để điện thoại đây mình xem nè, xịn không. Thôi cái này cho giá nó đắt đắt tí xíu nghe nè. Không biết làm vật liệu gì nó nặng ghê, cầm đầm tay lắm. Nó không phải đồ chơi trẻ em đâu. Mà mấy rồi? Mà 16, hôm nay mình bán 120 ngàn đi. Nhiều khi nghe mai ngày kia mình đăng nữa. Mã 16 120k, rất là nặng. Cái bóng đèn, bóng đèn này trái trâu, điện áp nó là này, nó 12V autovol này, như cái là nó có thể là đèn ngủ, không biết dưới đây nó có làm gì nữa nè. Bán đại cho anh em đây luôn là 30 ngàn. Mấy rồi? 17 đèn gom đơn nha anh em, bấm cái nào cũng như mình thấy cái này, mình thấy đèn led mình không cần bấm tua qua. Giờ cái này, ô cái bóng đèn led này nè, cái bóng đèn led này chắc đèn xe led nè, led xe hơi nè. Cái này giờ không có biết giá trị nhiều, có thể là nhiều cá mình sẽ bán hớn, nhiều cá cũng có thể là cao ha. Cái này thì chưa báo giá được đi. Cái này giờ mình không có, ví dụ mình quay sơ này nè, mấy cái đầu Ben Fay, mấy hàng thương hiệu của bên Trung Quốc nó ha, nó xuất vào thị Nhật nó bán nha. Cái đầu xịn sò nè, trang web của ta nè, chứ không phải ở đây bán ở trong quận 5 đâu nha. Cái này mình giờ mình chả biết cái gì, anh em cứ chụp màn hình mình mua mình bán mão cho không. Ví dụ này 2 giây chừng 100 ngàn nè. Cái cổng này không biết cổng gì luôn, kết nối máy tính hay gì đó mình không có rành. Nói chung trên đời này mà không phải cái gì mình ai cũng phải là cái gì cũng phải mình biết hết đâu, cho nên mình dây sạc, mấy dây sạc thì có thể mình xé nó bì luôn rồi. À, cái dây sạc này type C nghe anh em, cổng type C, dây này dây ngắn, một dây dài, test mát. Đồ này chắc chắn là ở Trung Quốc hết, nhưng mà vỏ hộp của anh ta này anh em thấy không, 2 giây này 30, ổ này hay tới 2 giây luôn mà. Taxi 18, để coi bán gì kèm nữa không. À, có dây iPhone nữa nè anh em ơi, 18. Coi này HD TV nữa nè. Ô cha cha, cái này tốt quá anh em. Bán hai cái mã này đi, 100 ngàn, 18.
mình có đang cũng xài iPhone 11 mà chưa thử nó hổng là kiếm cái của xài iPhone nó ít 100k ha, 9 tháng 10 18, 100k tay một bên đây là hai dây Type-C, bên đây một dây iPhone. À bên đây là nè, anh em thấy TV nó truyền qua bên đây cái iPhone nè, ghê chưa, máy in BRC, không chơi máy in China mà máy in BRC 2k. Ồ đã ha, 100k nha anh em, 18. À, anh em thấy không, mấy cái thứ này mình à, cái lo Bluetooth mini nữa. Cái này là cái gì đây? Ồ chả đứng vậy nè, rớt cái gì là thiếu phụ kiện cái là tôi nè, cái giắc này à, làm cái giắc âm thanh hay gì ta, cái này cái gì mình không hiểu nha. Nó kết nối nè điện thoại rồi dưới này cái gì nữa đây ta, thôi bán đại đi nè. Cái này chưa, tất cả chưa sử dụng nha anh em, để coi nó lên nguồn hay không. Thôi về anh em nghiên cứu thêm đi nè, cái giắc sạc có pin nè, cái giắc sạc micro nè. Giờ này bán sao giờ? Rớt mắt anh em thấy không, cái đầu linh tinh này là rớt mắt nè. À nó kết nối vô cái máy vi tính nè anh em ơi, không biết nó lưu trữ hay gì đây. Bán 30k đi, số mấy này? 19, 30k 19. Cái lo Bluetooth máy in China nè, nhìn thấy cái lo Bluetooth này nhỏ nhỏ mini nè, không biết nó to bằng điện thoại không hay là sao không? Hay là để kết nối với những thiết bị khác. Ô trời, nó nhỏ đẹp ghê vậy đó. Về sạc pin vô nha anh em, nó có rất nhiều cổng nè, có thể mình gắn thẻ nhớ nữa nè, cổng kết nối máy tính này nữa nè, nhỏ lắm, nó chừng 5 phân vuông à đó. Cái bà lo luôn bà Bluetooth. Ôi sao tới hai dây, à cái dây này dây kết nối gì nữa nè, dây sạc và dây kết nối. Cái này bán 90.000 nha anh em nè, 20 90k. Dây sạc, ồ dây sạc iPhone nè, hôm qua đi kiếm chết không có. Ây da, mấy cái dây này hay thật xịn xịn đó nha anh em ơi, không biết cái ụ này để làm gì nữa nè. Nè dây sạc cho iPhone nè, mấy cái dây sạc anh em xịn xịn đó để anh em bỏ nhà. Còn thì dây, mấy dây kiểu như dây thường thường đó, thì dây theo máy thì đương nhiên nó rất là xịn, nó sạc rất là nhanh. Còn hàng linh kiện đương nhiên là nó sẽ không bao giờ bằng ha. Dây iPhone này đi mua cầm hở, mình đi mua là bán không sợi dây như này, nó bán mình 120.000. Dây mà dây cứng ngắt luôn. Tại mình đi lỡ đường anh em không có đem điện thoại á, đem theo cái bốc sạc mà không có đem theo cái dây. Ác cho đó. Cái này bán cho anh em là dây sạc ha mọi. 21. Cái này bán cho anh em là 50k. Thôi bán đại bán rẻ, không biết rẻ đắt tùy hảo tâm. Cái này là dây truyền tín hiệu của máy tính hay gì đây, 50k bán đại đi. Nhiều khi anh em cần mấy cái cáp này có thể là mua tiền trăm thôi chứ tiền triệu không có đâu. Nó máy tính nè, hai đầu này khác anh em. Thôi cái này anh em mua là mình liên hệ mình ha, mình có thể là nhiều thứ anh em cần lắm. Mấy cái dây nguồn máy tính anh em có thể là chụp cái mẫu cho mình. Mấy cái dây này mình bán cho anh em rẻ rẻ từ 100.000 đô lại thôi. Nếu mà dây nó nặng thì sẽ có thể là sẽ hơn. Cái gì? Khui ra. Ví dụ như cái này USB 3.0, cái này chắc có giá trị nha anh em. HDMI, HD1, HD2. Nè. Thank you.
Đồ này nó bán trên Amazon có một số đơn hàng nó bị bơm luôn anh em. À cái này làm cực đẹp vậy thầy. Lúc này cái nước mà đổ đóng ra rồi gom lại quá. Sao dây tín hiệu gì tùm lum hết nè. Bán 100.000 được không anh em? Này bán 100.000 đi. Mã số 22. 22 ha, 100k bỏ vô. À, cái này cái cài hả? Cái này là kiểu như đựng đồ trong bếp hả? Thấy sao? Cái này là một chưa khui luôn anh em, mình chẳng biết lắp. Bán 50.000. Nè, nó cực mới khui luôn á. Mấy anh China, đồ đúng là đồ xuất Nhật, nó có giá trị, nó có khác nha, nhìn nó khác biệt lắm. $23, 50k. Đó. Nè, mua đồ về dùng anh em, có thể là rẻ hơn ở Việt Nam đây luôn á. Này chờ cô, cái này đồ tập thể dục nè. Nặng vậy. Giờ này sao cô, mấy cái dây thật kiểu như dây thun cho anh em tập tạ nè. Nè thấy không? Trong đây là nè, dây nhỏ. Dây tập cơ bắp á anh em. Anh em là tập gym thì mua cái này nha. Mấy rồi? 24. Cái này bán anh em là nó có tới mấy sợi lận anh em chứ không phải một sợi. 24. Bán 70 nha anh em. Đồ tập gym. Dây thun của nó nè. Mình bóp cao su nè. Ô quá trời sợi nha anh em. Khá là nhiều sợi nha. Ủa 1 2 3 4 trước mắt là mình thấy 4 sợi à. 4 màu, 4 5 màu luôn nè. Nè. Trên đây là 8 hình lận mà không biết phải đủ 8 dây không ha. 70k mã số 24. Khui cái thùng này thôi là hết nổi rồi, hết là hơn tiếng hồ rồi. Cái này hồi nãy có ấy rồi nè. Cái này hồi nãy có mã số rồi. Ồ cái này không có biết cái gì luôn, nhiều quá. Cái đế sạc điện thoại nè. Nè, như hình nè, anh em nhìn nè. À cái đế để đựng laptop anh em. Nặng nha. Quay chắc tầm tiếng rưỡi nha, không biết nổi cái thùng này không. À, xịn rồi. Nè, cái nhựa ABS thấy là khá ok đó. Kiểu như hàng này là hàng chính hãng anh em. Hàng công ty chính hãng chứ không phải là hàng mình bao anh em, nhất là những cái dây sạc mình có thử rồi, sạc khá là ok, nhanh. Tại vì cái dây sạc đó, nó quan trọng là nó theo cái củ sạc, nó sẽ đẩy cái von mình. Ví dụ mình sạc ra sức 5V nó sẽ không báo sạc nhanh đâu. Nhưng mà nó sẽ là cái này hồi nãy bán nè, 50.000 nè. Lắp ráp nè. Không sạc nhanh đâu nhưng mà nó sẽ cũng là đẩy dòng 2A, ví dụ 2A của pin 4A là 2 tiếng. Nhưng mà khi mà anh em mà lắp cái củ sạc zin theo máy á giờ nó sẽ đẩy lên 12V, nó cũng sạc có 1.2 à, nhưng mà trên điện thoại nó báo là sạc nhanh. Cái này cái kệ cái đế để cho anh em ấy laptop ha, bán nè. Mấy rồi? 25. Cái này nặng nha anh em, nặng nhìn nó chắc quá. Bán 80.000 đi. Cái này đồ này nó thực sự mình bỏ phải từ 30% ấy anh em. Tại mình chưa có quay cho anh em xem đâu. 80k một cái nha. Mua từ 300k đi anh em, chuyển khoản bao ship nha, còn anh em mua COD tự trả ship nha. Này cái dòi sen, cái dòi tắm nè, Latco, cái tên là thấy giống tiếng Nhật quá à. Nè có phụ kiện luôn nè. Cái dòi sen đây mua được nhiêu ta? Cái dòi tắm nè, này là hàng đương nhiên là hàng chưa sử dụng rồi nè anh em, làm bằng nhựa nha, nhựa cứng đó, có phải Nhật Bản không, không ghi nơi xuất xứ nha nè. Cái dòi tắm này bán 100.000. Mã số 26.
26 100k, anh em chú ý ha, cái này có dòi tắm. Có nhiều đồ độc lạ lắm siêu thị mà, bây giờ ví dụ như hôm trước mình lượm được cái tai nghe anh em, thì mình cái tai nghe của iPhone nó có nhiều cái dắt kết nối, vừa mình có thể vừa nghe vừa sạc trên cái ấy luôn. Này à, cái đế sạc cho pin sạc 2A nè. Đây nó có pin luôn nè. Này có pin luôn là 2008. Ồ pin này nó nặng nha anh em, pin này nặng nha. NiMH 1.2V là pin sạc ha. Cái này chắc cũng Trung Quốc thôi. Mấy cái đế sạc này sẽ rất là đắt, mua ở đây thì rất đắt. Một cái gì 48V 0.6, 4.8V 0.6 dòng sạc của nó. Input có 4 viên pin sạc thì giá trị cộng thêm cái củ sạc này 150k nha anh em. Mã số 27. Nha anh em. Ngày 9 tháng 10. Bây giờ như đế sạc 100% anh em kiếm Trung Quốc à, chứ không có đâu. Chứ không có đồ Nhật đâu. Mình có xài mình biết mà. Cái đồng hồ Camel cho phụ nữ bán 100.000, về thay pin mới chưa sử dụng. Ồ cái này là đi dụ nít được chứ. Cho phụ nữ dụ người yêu được. Mới chưa sử dụng anh em bán đại 100.000 chứ giờ 100.000 anh em không thể nào mà mua được cái điện thoại này. Nó ra mà đồ tiệm đồ chơi trẻ em thôi chứ mà không. Hai mấy rồi. Hai mươi tám 100.000. 28 100. Coi có gì lạ không mà khui thùng mới. Đổ kia qua đây. Đứng dậy đổ cái kia qua đây. Cái da nè, như nãy cái da bán nhiêu quên mất bây giờ đó. Không nhớ nổi. Anh em cứ nhắn mã mình sẽ cộng tiền, đổ vô đây. Đổ vô. Ra khui này nha. Ví dụ bây giờ cái này nè, tới bắt đầu dây sạc điện thoại cáp sạc nè, quá trời quá đất luôn nè. Cái đó cái này là cái gì đây? Không bây giờ mà nè, cộng kết nối máy tính anh em. Sang cái dây này là dây cổng micro. Cổng micro. 20.000. Mà thôi đi, anh em để đây đi, cái này không có chỗ để ghi. Anh em mua thì có thể nhắn qua. Mình chơi cái này hơi căng ha. Phải ghi mã luôn đi. Để cho anh em gom đơn chuyến giờ. Số mấy à? Anh em nói chuyện cái rồi là cái là quên luôn. 20k nha anh em, 20k. 29. À này là hai cái dây sạc cho này, hai dây một lượt. Hai dây một lượt luôn anh em. Này lại thấy rút nè. Rất là nhiều cổng luôn nè. Hôm trước mình có bán cho một số khách đó, mình bán cũng chung là ví dụ như hai cái mảng này thì bán 100.000, anh em ra tiệm làm sao mua được 100.000, đúng không? Anh nói mà một dây mình phải bán mua từ 100.000, nhưng mình bán một hộp như là 100.000 nè, hai dây nè, bốn cái dây sạc, hai cái micro taxi và lightning, hai dây lightning. Cái này mình nghĩ là sạc dòng trong khoảng tầm 2A là ok ha. 30 100k là nguyên bịch như là hai cái ha. Cái dây cáp sạc nè, anh em nào mua thì liên hệ ha. Cái này mình khỏi mấy cái liệu, ví dụ như cái này dắt gì thì không biết, dắt dắt tròn, dắt kết nối âm thanh hay gì nè, đố mà biết được. Cái này bán 100.000 đi. 31 mấy cái dắt âm thanh như xịn xịn là anh em mua nó rất là đắt. Mấy rồi. Taxi to taxi. Cái này dây này rất là dài nha anh em. Dây này khá là dài nha. Hàng chính hãng.
ở đây mấy cái dây này mình có thử rồi, mình thấy nó sạc khá là ok. Dây này chắc khoảng tầm 1,5 mét anh em ơi. Coi vậy mà nặng ghê vậy ta. Taxi to taxi 32, gom đơn anh em 80k đi, tải này cũng dài. 32 nè, dây lightning nè, này bán à, dắt micro của dắt này kiểu như cái này lấy cho cái dây sạc à. Dây sạc có cái điện thoại của em á, y như của em. Lấy cái cổ sạc ra để mình thử cái này luôn. Ví dụ như cái này lightning hả, phải không ta? Đúng rồi nè, nó nhét thằng này vô đây. Ví dụ anh em có cái dây mũi, dây sạc cái mình nhét nó vô đây là nó sạc ra cái dây iPhone nè, thấy không? Tức là chuyển đổi taxi sang lightning, lightning sang taxi đó. Mới chưa sử dụng bán hai bán gì giờ 20.000. Mấy rồi? 33, 20k. Chú ý nha, cái này mình lướt nhanh. 34. Mơ một tiếng mấy đồng hồ mà nó. Ồ, cái dây này anh em nào mua dây chắc dây âm thanh anh em làm xịn quá. Dắt. Dắt này dắt cái dắt nhỏ nè, cái dắt này đồ Nhật nó hay xài nè anh em. Đồ Nhật nó hay xài nè. Tại vì mình có xài cái bộ nguồn, những cái bộ nguồn mình cứ sạc dắt sạc này. Nhưng mà hai thằng này là kiểu như kết nối nhau được, kiểu như nó nối dài ra. Nè. Dây này chắc phải trên 5 mét. Trên 5 mét. Dây này dài quá. 34. The size in Hồng Kông, mấy China. Mấy cái đồ này thì mơ mới có hàng ở tạch ông China này ra. 34. Rồi cái này bán anh em 80.000 luôn đi. Không có đo được nữa nè, mình dự đoán là khoảng từ 3 cho tới 5 mét. 34, 80k. Ồ, mấy cái đồ này mình không có biết. Nè, kết nối nè. Anh em muốn mua thì chụp màn hình qua ở đây. Phone nè, gì đây? Máy tính gì đây, iPad chụp ảnh. Thẻ nhớ gì không biết nữa. Dắt cái này là kiểu cắm vô cái chui sạc điện thoại nè. Kiểu dây chuyền tín hiệu gì không biết. Cái này anh em nào cần liên hệ, nó y như giống y như này quá vậy. À, cũng gần y như vậy đó anh em. Luxor, ô cái này cái bóp bệnh giấy tờ nữa. Kiểu như giống y như thẻ nhân viên vậy. Cái bóp này giống đồ chơi nít quá. Mở vô lại. Cái hàng này là nó bị bơm nè. Dây này. Ôi, quên sơ thôi, cái dây này. Dây cáp kết nối nè. Trên máy tính nè. Dây này dài chắc 5 mét cho tới 10 mét quá. Ồ. Này. 4K UHD. Kiểu như anh em truyền máy tính qua mấy cái máy chiếu á, dây này bán 200 đi ha. Dây này rất là dài nha anh em. 4K UHD. 35 200. Anh đang chú ý nha, dây chuyền tín hiệu mình cũng không biết nữa, gọi đại nó vậy đi. Dây này mà dây gì mà nó dẹp nè. Dây này chắc dây viễn thông quá anh em. Cái này nặng, mình sẽ báo giá sau nha anh em. Để cái nào cũng mạo giác bán chắc bỏ nhà đi bụi luôn. Cũng là dây này, mỗi giò đó. USB 2.0.
nè, cho anh em xem tham khảo đến đây, nó có hai đầu nữa nè, à USB, USB 2.2, dây này chỉ có cách chục 20 mét, dây nó bọc bên trong rất là xịn luôn. Nè anh em thấy không, anh em cần thì mới chụp hình gửi cho mình. Nè cái dắt này, cái dắt y như là dắt chui cắp sạc mình, điện thoại mình á. Mấy cái đồ này, cái dây chuyển hồi nãy nè, 8K, cái này là cái gì cũng chả biết luôn, 5V DC, có dây máy tính nữa nè, ba máy rồi, nhỏ mồm không nổi à, 36 bán anh em 70.000 đi. Ben Fay. Giờ này sao khui nó còn à. Ben Fay dây sạc anh em ơi. Taixi. Này dài trên 1 mét. Hai sợi luôn ha, bán 100.000 nhiêu à. Này là hai sợi luôn nha anh em, 3700K. Ra cộng taxi nha. Ví dụ như mấy cái này. Thôi ngồi em mà view cái kiểu này là chết luôn à. Anh em thấy không, cả 1000 món. Ba dây này bán 150.000. Ba dây này kiểu như là ga tai si. Dây làm rất là xịn, như nó bọc như giấy dụ bên ngoài vậy đó. Kiểu như cái này là có thể là ba size, ba kích thước á. Ví dụ này 5 tấc, này 1 mét, này 1,5 mét. 150K anh em. Có ba dây. Chung cái đồ này nhiều khi mình bây giờ mình không cần, khi mình cần mình mua đi mua nó mới biết là tiền trăm một dây, dây chục cho tới 100 một dây. Giờ nói chung là thấy coi rộng rộng cái túi tiền thì mình cứ mua cho mình bỏ đó. Mình cũng mua mấy cái đồ này, dây sạc nói là nó điểu điểu, nó bị hư hoài luôn. 150K anh em, ngày nay ngày 9 tháng 10 ha. Ví dụ dây này không biết để là ảnh truyền ra cái gì thì không chả hiểu luôn. Cái nào để nào, ví dụ này Ben Fay này, dây kết nối cho anh em nè. Bao nhiêu rồi? 38. Anh em mua liên hệ ha. Cái này giờ mình nè. Bỏ qua mã cho nó nhanh anh em. Cái này giống như cái cân hay cái móc như đây. Ồ, mấy cái đồ cho mấy cái công nghệ nè. Anh em mua mình báo giá cho. Bây giờ chứ ngồi đây mà ghi giá lên đây cho là tới mai luôn á. Dây đồng hồ Apple Watch cái gì đây? Apple. Ồ. Nè, dây dây xịn quá anh em ơi. Dây này đúng là dây xịn quá. Dây này dây cao su cho đồng hồ, mấy cái đồng hồ Apple Watch hay là đó, mấy đồng hồ điện tử đó mình không có chơi, mình không có rành nữa. Dây bán 50.000. 40 thôi anh em. 39. 40K đi. Không biết rẻ đắt gì nữa, kệ nó đi. 40K. 39. Cái cổng này đố mà biết, nhiều khi nó trật gu của anh em. Nè thôi anh em xem như hình, để có cần thì liên hệ mình. Mấy cái dây này nhiều khi nó hư hao hỏng hóc hay mất mát, anh em mua mấy lời tiệm như vi tính này nó bể búa luôn á nha. Bán 100.000 được không anh em? Này tôi chả biết cái gì luôn á. 7 trong 1 USB.
bán 100.000 đi. 100k. Cái này như nãy có nè. Dây này tai si mà dạng cúp nè. Nè anh em thấy không? Dạng tai si mà kèm chữ L, cổng sạc điện thoại. Dây sạc á. Trong đây có gì mình chưa khui luôn. Đồ công nghệ mà. 41 50k. Anh em chốt đơn Realme 300.000 chuyển khoản vào cước nha. Còn mua nhiêu thì anh em nhận hàng anh em trả phí ship COD á. Cái này để ghim vô cái củ sạc điện thoại nè. Còn cái này y như là thằng hai thằng này kết nối lại được nè. Còn dây này chắc cứng cáp quá, bán 100.000 đi. Tôi chẳng biết mục đích để làm gì luôn. Nè. Rất là dài nha anh em. USB 3.0. Dây này là mà không biết nó đánh dấu bao nhiêu mét, đang biết mấy mét, đang biết nữa. Dây này mình đoán trên 2 mét. Có thể là truyền tín hiệu cho các thiết bị rồi đó ha. Cái cần này. Cái này mấy mấy? 42. Bán 120 anh em. 120k. Mini HDMI 2AV vậy đây, 1080. Nè, 50.000. Dây không biết giống do y như dây âm thanh anh em. Dây này nãy có view rồi ha, view chưa, còn không anh em chụp. Có thể là dây là iPhone. Ủa cái này nãy có chưa ta, để cái dắt tai nghe mà kiểu tai nghe tròn nè. Cái này để có thể là y như vậy nè, mình có thể là mình đeo cái tai nghe rồi nữa, cái kiểu cái dắt tròn á, 3.5 á. Này cắm vô đuôi iPhone nè. Cái này là có thể là ghim cái cổng, cái dây sạc vô đây. Đó. Bán 50k cái anh em. Đắt không anh em? Để nhiều khi anh em chửi mình chết. Ồ, nó giống đồ chơi trẻ con thiệt. Đúng rồi. Cái dắt 3.5 vào đây và một cái dây sạc vô đây, cái tức là mình có thể vừa đeo tai nghe, mình có thể vừa sạc pin. Cái này như mình muốn tìm hơi khó nha. 44 50k một cái. Chứ không phải nhiều khi mình cầm một bó vậy, anh em đòi một bó vậy là tôi liền đó nha. Bỏ vô. Nói nữa nè. Nói mà để mà khui ra mà bỏ vô hộp lại đấy. Anh em thấy cũng. Nè, dây kết nối máy tính nè. Có thể là nè. 50.000 luôn. 4 máy rồi. 45 50k. Lên mã tới 50 luôn. Nè thấy không? 245 này 200.000 đi. 40.000 sợi. Mua tại vì nó nguyên zin vậy luôn. Với taxi anh em mua về có thể chia chác, có thể là mình làm gì làm. Cổng taxi nha. Dây này trên 1 mét á. 5 sợi. Này không biết anh em xài hết không. Mua lẻ thì 50.000 sợi anh em. Dây này mình đảm bảo sạc dòng 2A trở lên. Bốc mà. Bốc chứ. Thôi bán cho mua hết bán cho 180 thôi. Chứ mà anh em cần anh em đi mua một dây cách âm thôi. Nè, 5 dây 180k mã 46. Ồ, mấy cái cáp này nè, thấy không, nó xịn sò quá. Cái gì 8K HDMI.
Cái này như là nó 2 dây anh em thấy là 4 chấu nè. Bán 200 ngàn anh em, 47. Nhiều khi có thể là mình có thể là có một số anh có thể là cho nó là đắt, có thể là rẻ, nhưng có thể là anh em sẽ mua là cực rẻ luôn. Cái này là cái gì nữa? Chá hiểu là ngồi đây mà test. Cái này bốn mấy rồi? 48. Cái này bán cho anh em 70 ngàn. Không biết nè anh em nhìn hình nha, chứ mình không có biết gì luôn nữa. Có thể này là cái phụ kiện trong cái máy vi tính hay gì này. C-Kênh HDD cách đi 9.5 mm, chưa khui này ha. Có hình nè, có hình nè, bán 70 ngàn đi. Cái này giờ máy đầu nó bụng đây nè, phải khui ra mới biết. Chả biết cái này là cái gì luôn nè, thấy không? Bỏ vô lại đi, ngồi view mất thời gian đi tìm tín hiệu nè. Vài chục thôi nè, mình cứ vua lên cho anh em thấy đi, mình sẽ giới thiệu vài chục thôi. Dây máy tính nè, kết nối máy tính nè, cái này như trên cái những cái máy sạc của mình có nè, kết nối vào máy tính nè. Dây này 70 ngàn ha. 49 70k. Nó cũng thứ nó nè anh em, 70 tới 100 nè, nó tùy theo dài ngắn. Thôi cái này bán đại cho 100 ngàn luôn, quá trời cái giắc sạc luôn nè. Trên tẩu ô tô ví dụ anh em muốn lấy điện để làm những dùng những thiết bị khác thì mình ấy, cái này mỗi lần mua một cái lá đầu như thế này là nó bán như 20 ngàn. 2, 4, 6, 8 cái đầu với cái giắc ô tô. Giắc ô tô này có thể cắt bỏ lấy dây nguồn để làm những cái việc khác nữa. 40, 50 thôi. Bán 120 anh em. 120. Đứng dậy lấy mấy cái ấy qua đây rồi. Cái dây tập thể thao. Nãy giờ view mấy cái này là nhiều rồi. Cái dây tập thể dục á. Không, cái này mà bán cho anh em là 100 ngàn đi. Cái dây là dây tập. Ủa nó gì vậy? Sao cái gì mình đem vào đây? Cũng dây tạm không được đó. À, cái đồ nhảy dây hả? Mệt rồi đó. Sao tập thể dục á anh em. À, cái dây này để tập thể dục nè, để nhảy á. 100 ngàn. 51. Một 100 ngàn một cái nha anh em. Cái này cái gì đây? Ôi giời, dao. Dao này kiểu như dao làm bánh á anh em. Rất cực đẹp luôn, thấy không? Mấy dao băng. Nè, dao làm bánh là bánh kem hay là cắt cái gì đó. Dao này mình bán cho anh em 70 ngàn đi. Cũng nặng này giờ. 52. 70k. Như mấy củ sạc này bán 50 ngàn. Củ sạc này có mấy cái đồ công nghệ này mình bổ rồi nữa. À, có mấy cái máy hút bàn ủi hơi nước nữa nè anh em. Hôm trước có bán mấy cái như 300, hôm nay có nhiều nè. Thôi hôm nay bán cho anh em là 250k, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Mua 300 ngàn trở lên đi. À, nó có như đây thôi. Nè, bàn ủi hơi nước mới chưa sử dụng, cắm điện và bỏ nước vào đây. Rồi, bỏ nước vào đây nè. Lưu ý phải đổ nước vào anh em. Bóp cò ở đây là nó sẽ phun nước vào anh em sẽ ủi. Này của nào. Nè. Thấy không? Áo vest này nọ là cứ mình để mình móc mình treo lên đó là nó sẽ ủi. Công suất của nó là 600W. 250k. Mã số 53.
Cái dây này cũng là cái dây tập thể dục hồi nãy anh em. Này cái dây màu đỏ, hồi nãy cái dây kia là cái dây cái kiểu nhảy dây á. Anh em muốn lấy cái nào lấy nè. À cái này là chẳng dạng dạng dây gân. Dây ổ cũng dây nhựa anh em, mà làm xịn quá, nặng. Cầm nặng. Cái này kiểu như bỏ hai dây này vào xiết vào đây. Chung bị đồ nào cũng được. 100 ngàn một cái đi. Ha, 100 ngàn một cái. Ồ, cái dây Apple Watch hồi nãy có nữa nè. Thôi, quay sơ vậy đi, cho anh em xem. Một tiếng mấy rồi. Còn nữa, tính là soạn tới 3 thùng bán mà cỡ này mà sao bán nổi nè. Rồi, đau lưng luôn. Như thế này bên dây đồ công nghệ. Đó, giờ quay sơ cho anh em xem vậy đi. Có báo giá một số chi tiết. Cái dây này, dây cáp này dài cực cho tới 100. Có thể là hơn dài, nặng dài hơn. Như mấy cái dây này đồng hồ watch nè. 100 ca nổi không ta. Cái này do đẹp quá vậy. Nè, anh em có thể chụp lại mình báo giá riêng. Được thì chốt, không được thì thôi. Không có mất mát gì hết ha. Mấy dây này anh em thấy đủ thứ trên đời. Mình cũng không nghĩ là nó có trong đây nữa. Có ca bót trong đây hôm nay. Cái dầu xịt, cái bình xịt y như là bình khử khuẩn anh em nè. Đó, 50 ngàn cái. Có thể chụp gỡ ở đây. SSD giống ổ cứng quá vậy. USB 3.2 Type-C. Rồi, dây tiền tín hiệu hay gì này không biết. Anh em mua gỡ qua đây, gửi hình qua cho mình. M4 lút gì đây, tay cầm. Anh em thấy không? Đồ chơi công nghệ khá là nhiều. Đồ dùng gia đình, đồ linh tinh đồ cũng có. Cái này là cái gì đây? Giống cái cắt lông lỗ mũi quá vậy. Cái này là cái ốp hay gì vậy? Không biết luôn. Ôi rồi, cái này gì mà đẹp vậy? À, cắt lông lỗ mũi anh em ơi. Cắt lông lỗ mũi rồi nó có cái gì đây nó biết. Này nữa. Rồi, anh em mua chụp màn hình gửi qua đi, 150.000 cái này. À. Này bự hơn cái hồi nãy nha, bự hơn cái hồi nãy mấy chục nha. Này nhìn nó xịn sò. Công tắc nguồn đây. Chắc cái này là cái nè. À, cạo râu anh em ơi. Đây là độ cạo râu nha. Cạo râu, cạo lông mũi nữa nè, để thay đổi cạo lông mũi nữa nè. Đó. Máy in China không? Ok kệ nó đi, không thấy là không thấy ghi bao bì, bán 150.000 thôi, dạ. 150. Đủ thứ trên đời. Bây giờ còn nhiều lắm anh em ơi. Nè, tới cả tấn lận, cho nên là không có thể nào mà ngồi đây ăn hết được ha. Rồi quay sơ lại những sản phẩm hôm nay mình bán nghe anh em. Dây silicon này anh em mua rất là nhiều, nên mua để dành đây gom đơn vô 40.000 hai sợi. Motor mua lẻ là 20.000 một cái, thay vào những con 4V2 vít gập với là 7V2 vít gập rồi ha. Như ai kia nè, 7V2 nè, thấy không? Còn motor này mình bán một cái lớn và hai cái nhỏ là 100.000. Mua lẻ 20.000 cái nhỏ ha. Cái này thì 70.000. Ba cái 100.000. Rồi. Rồi. Chào tất cả anh em nè, cảm ơn anh em đã xem clip này. Có mua món nào thì hãy xem kiểm đó và gửi qua tin nhắn đó cho mình hoặc Zalo. Chụp màn hình rồi thấy cái nào mình không có báo giá thì có thể mình chụp màn hình mình gửi qua. Giá bán COD là không bao gồm phí cước ha. Cái này giống đồ chơi trẻ con quá vậy. Mã vạch 45 cũng là sản xuất ở Trung Quốc. 45 49 là nó luôn anh em. Cái này giống cái y như cái camera quá à. Máy ảnh đó. Rồi, bye bye anh em nha.